Thưa quý vị, mỗi năm gần 1/3 dân số thế giới phải hứng chịu những đợt nắng nóng chết người kéo dài hơn 20 ngày. Các hoạt động làm mát giúp giảm các vấn đề sức khỏe do nắng nóng, đồng thời đóng vai trò thiết yếu trong một số lĩnh vực quan trọng khác như là bảo quản, phân phối thực phẩm hay là phân phối vaccine. Tuy nhiên, hoạt động làm mát thông thường, chẳng hạn như là sử dụng điều hòa không khí, lại gây phát thải hơn 7% khí nhà kính toàn cầu và là một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Nếu không được quản lý, nhu cầu năng lượng để làm mát không gian sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2050, kéo theo làm tăng phát thải khí nhà kính. Có nghĩa là con người càng làm mát thì trái đất sẽ càng nóng lên. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, trong khuôn khổ hội nghị COP28 tại Dubai đã diễn ra lễ công bố cam kết làm mát toàn cầu. Việt Nam là một trong 63 quốc gia đầu tiên tham gia cam kết. Lễ công bố có sự tham dự của ông Sultan Al Jaber, Chủ tịch COP28, bà Inger Anderson, Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, ông John Kerry, đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu cùng đại diện của 63 quốc gia thành viên. Cam kết làm mát toàn cầu là sáng kiến do Chủ tịch COP28 của UAE đề xuất. Các tổ chức hỗ trợ là Liên minh, tăng cường hiệu quả làm mát, UNEP và các đối tác gồm sáng kiến năng lượng bền vững cho tất cả và Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, IRENA. Theo mục tiêu đề ra, lĩnh vực làm mát toàn cầu phải giảm ít nhất 68% phát thải khí nhà kính vào năm 2050 so với năm 2022. Nhằm đóng góp thực hiện giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C và phù hợp với mục tiêu đạt mức phát thải ròng toàn cầu bằng 0 đến năm 2050. Phát biểu tại lễ công bố, bà Inger Anderson, Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP nhấn mạnh, các quốc gia phải hành động ngay để đảm bảo lĩnh vực làm mát tăng trưởng theo hướng phát thải thấp. Các giải pháp đã sẵn có tập trung vào việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Triển khai làm mát bền vững sẽ đem lại cơ hội ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu, cải thiện cuộc sống của hàng trăm triệu người và tiết kiệm khoản tài chính khổng lồ. UNEP dự báo, việc cải thiện hiệu quả và tăng cường tiếp cận các giải pháp làm mát bền vững có thể giúp hơn 1 tỷ người thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ chi phí chuyển đổi năng lượng vào năm 2030. Làm mát hiệu quả, bền vững có thể giúp các quốc gia xóa đói giảm nghèo, giảm thất thoát lương thực, cải thiện sức khỏe, quản lý nhu cầu năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, việc Việt Nam tham gia cam kết làm mát toàn cầu là cơ hội để triển khai các chương trình dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước về làm mát bền vững. Cụ thể như chuyển đổi sang công nghệ hiệu suất năng lượng cao, sử dụng môi chất lạnh có giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp, áp dụng các giải pháp làm mát thụ động, làm mát dựa vào tự nhiên, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Điều này cũng góp phần thực hiện các điều ước quốc tế và quy định pháp luật của Việt Nam về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone. Nội dung cam kết làm mát toàn cầu phù hợp với định hướng trong chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 và đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật năm 2022. Vâng, cũng trong khuôn khổ hội nghị COP28 đang diễn ra tại Dubai, UAE, đã diễn ra sự kiện bàn tròn lập kế hoạch chuyển đổi năng lượng công bằng ở các nước đang phát triển. Đại diện Việt Nam cùng các nước Nam Phi, Indonesia và Senegal đã chia sẻ tiến bộ triển khai tuyên bố chính trị chuyển đổi năng lượng công bằng ZPI, những thách thức và kinh nghiệm trong xác định kế hoạch đầu tư chuyển đổi năng lượng. Phóng viên VTC16 thông tin từ sự kiện cho biết Nam Phi là quốc gia đầu tiên tuyên bố ZPI với các đối tác phát triển từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu tại COP28. Tiếp theo là Indonesia, Việt Nam và Senegal đã lần lượt tham gia ZPI với nhóm đối tác quốc tế đã và đang xây dựng kế hoạch thực hiện. Những người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng triển khai ZPI từ 4 quốc gia đã cùng chia sẻ tiến độ, thách thức, thực hiện ZPI ở mỗi quốc gia và định hướng hợp tác trong quá trình triển khai thực hiện. Đại diện Việt Nam ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Việt Nam và các thành viên IPG đã thông qua tuyên bố ZPI tháng 12 năm 2022. Các đối tác cam kết huy động nguồn lực ban đầu 15,5 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 đến 5 năm tới để giải quyết nhu cầu cấp bách mang tính xúc tác cho chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam. Trong đó 7,75 tỷ đô la Mỹ do nhóm IPG cam kết huy động với điều kiện vay hấp dẫn hơn so với thị trường vốn hiện tại. Liên minh Tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng không cam kết huy động ít nhất 7,75 tỷ đô la Mỹ tài chính tư nhân hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp thông qua các khoản đầu tư của các tập đoàn, các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có 340 triệu đô la Mỹ là nguồn hỗ trợ không hoàn lại. Trong năm 2023, Việt Nam đã hoàn thành lập ban thư ký thực hiện ZPI và xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện ZPI. và đã được Việt Nam công bố trong khuôn khổ hội nghị COP28. Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện ZPI xác định 250 dự án đầu tư cần thực hiện từ nay tới năm 2030 và khoảng 60 dự án, nhóm dự án cần hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực thực hiện gần 200 tỷ đô la Mỹ tới năm 2030. Nguồn lực ZPI mà IPG hỗ trợ sẽ được sử dụng cho các dự án mang tính đột phá và tạo điều kiện để huy động nguồn lực từ khối doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện chuyển đổi năng lượng. Huy động nguồn lực thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam không chỉ giới hạn trong khuôn khổ các đối tác tham gia ZPI mà mở rộng cho tất cả các nhà đầu tư, doanh nghiệp, định chế tài chính trong và ngoài nước và được thực hiện theo quy định của Việt Nam. Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, ngày 1 tháng 12 năm 2023, trong khuôn khổ COP28, Việt Nam chính thức công bố kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZPI với Liên minh châu Âu, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Italia, Canada, Đan Mạch và Na Uy. Kế hoạch tập trung vào 8 nhiệm vụ. 1. Hoàn thiện thể chế chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. 2. Thúc đẩy chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch. 3. Phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo. 4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 5. Nâng cao hệ thống truyền tải và phân phối điện, đẩy nhanh lộ trình xây dựng hệ thống điện thông minh, phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng. 6. Chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông vận tải. 7. Đổi mới sáng tạo, phát triển và chuyển giao công nghệ. Và 8 là bảo đảm công bằng.